Xin chào cả nhà đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay ngày 20 tháng 5 em lên clip này là một số hàng mới thanh lý của trang Amazon Nhật. Anh chị mua đơn bên em thì đơn trên 400 chuyển khoản bao ship ạ. Ship code thì đồng giá 30.000 một đơn. Đơn trên 800 em free ship ạ. Mã đầu tiên hôm nay em lên mã L ạ. Mã đầu tiên L1 60.000 bộ 3 Kitovit. Hàng VIP đó mà anh chị. Chữ dập chìm. 3 Katowice nhỏ ha anh chị. 3 cạnh, 4 cạnh. Katowice này chuyên cho điện thoại iPhone rồi. Chữ dập chìm 60.000. Loại này em còn khoảng 10 bộ nữa anh chị. 10 bộ là hết. L2 cái cân 300. Cân điện tử, cân này xài pin và sạc pin luôn anh chị. Có xài pin tiểu phía sau nè ha. Hoặc anh chị có thể sạc pin đây, cắm dây sạc pin. Nó đo gam với mili gam về không anh chị. 300 cái mặt này nó mình bóc siêu ra nó hết nè anh chị ha. Bóc siêu ra nó hết. Mẫu này 300. Ở phần dưới này là bằng nhựa nha anh chị. Hàng Trung Quốc xuất Nhật. 0 đến 5 kg. L2. L3. Cái máy chơi game 150 ạ. Cái tay điều khiển chơi game. Này sạc pin. Còn sáng đèn lên pin nè anh chị ha. Dây jack sạc pin ở đây. Nó kết nối Bluetooth. Chữ phía sau nó còn hơi mờ. 150 cái này. L4. Máy đo áp suất 150 ạ. Dây đo áp suất. L5 100.000 ạ. Dây gắn cho đầu máy mài. L6. Cái này 245 cái ốc bánh xe của Nissan. Ốc này khoảng 11 đến 12 anh chị. Khoảng 11 12. Này Made in USA. 108 bộ này. L7 50.000. Hộp này để sửa đồng rồi sửa mắt kiếm anh chị. Nó sẽ có mấy cái tay, mấy cái gắn vô mắt kiếm nè. Cái gắn ở mũi nè. Khăn. Bộ này 50. L8. Dây đeo đồng hồ. Dây đồng hồ. Dây này em bán 100. Màu của nó ở ngoài nó là kiểu màu ruốc anh chị. Có hít 500 bằng kim loại ha. Tập thể dục đồ thì nó sẽ không bị đổ mồ hôi. Em mới đeo những cái dây da thì nó sẽ bị đổ mồ hôi. Loại này cái phần, cái phần này là 3,5 xăng. 3,5 xăng ha anh chị. 3,4 xăng, 3,5 xăng. 100.000 cái dây này.
L9, máy máy quạt mini này người ta chuyên để sấy tay, nhưng mà cái quạt này nó không có tích điện hả anh chị, nó sẽ xài điện trực tiếp và có dây đeo nữa. Nó giống như cái mấy cái quạt mà đeo trên, đeo để làm mát ở cổ anh chị, nhưng mà cái này thì nó phải dùng điện trực tiếp chứ nó không có sạc. Anh chị, nó chạy thế này ha, cắm điện nó chạy mát như thế này, nó có mấy mức độ, nó có một mức độ thôi. Đây thường để người ta sấy tay móng tay, để giày cắm giày cũng mát nữa anh chị. Nãy em sale còn 50.000 thôi. L10, bộ đồ chơi cho em trẻ em. Bộ này em còn 2 bộ anh chị. Bộ này như có 2, 4, 6, 8, 9 con vịt. 9 con vịt. Cái này nó sẽ có chữ này anh chị, số 3, số 1 này. Ở trên cái cạnh này nó cũng sẽ có số 3 và số 1 mình lắp vào anh chị. Còn số 4 thì trùng với số 4. Có số 6. Nó sẽ trùng với số 6, lắp từ cái nó sẽ vòng qua đây, vòng xuống đây. Nó về nè anh chị. Đây bỏ mấy con em quên lắp pin vô. Bỏ pin vô ok anh chị ha, bỏ pin vô xài là ok. Bỏ mấy con vịt nó tự trèo trèo lên đây rồi nó chơi cầu tuột xuống đây nè anh chị. Bộ này em bán 100. L10. L12 ạ. L12 5 cái dao lưỡi dao cạo râu. Lưỡi dao cạo râu của titanium nha anh chị. Chữ Nhật. Cái này em bán 160 5 cái. Chất của nó là titanium. L13 50.000 ạ. Dây jack nối tai phone với nối tai nghe. Tai nghe với mic. Jack này chắc 3.5 ạ. Jack 3.5. 50.000. Đầu sắc mạ vàng rất là đẹp, nghe nó sẽ rõ hơn, hay hơn. L13, L14, cái máy tính năng lượng mặt trời 50.000. Cái này mình nhấn, mình bấm thì nó không được nhạy như những cái kia, nó không được cảm giác như những cái kia nha anh chị. Tại nó bấm cảm ứng 50 năng lượng mặt trời. L15 cái móc khóa có la bàn và cái còi 50 luôn. Cái này nó cứ lạc lạc một cái hai cái, em quay mấy lần rồi đó, bán nhiều hồi không có bán nè, tìm nó không ra anh chị, nó cứ
Nó cứ lẫn đi chỗ này chỗ kia. Là 16 cái 600 ạ, cái đồng hồ. Đồng hồ hàng thanh lý của trang Amazon, hàng face, red face 11 của Rolex nha anh chị. Dòng này thì nó sẽ là cơ là pin, chạy bằng pin ạ. Nó có chữ Rolex nổi ở đây luôn anh chị. Hàng red nhưng mà red cũng khá là giống. Rất là bóng sang còn như mới luôn chị. Phía sau đây cũng có chữ. Chữ này nó dập chìm. Nó có khắc chìm anh chị nha. Cái này bảng của nó bự là 4,2 xăng, hàng kim loại hết, đẹp lắm chị. Mẫu này em bán 600. L16, L17 900. Này thì có mạ vàng Rolex, cũng chạy bằng pin luôn chị. Chữ có bắn chìm phía sau, nó cũng giống vậy, dây nó cũng có mạ vàng. Này rút cái này ra thì nó sẽ chạy không chị, rút cái này ra thì đồng hồ sẽ chạy. Hàng mới đẹp luôn chị. Mẫu này 900 ạ, à, bao ship anh chị. L17. L18. 70.000 cái này để kẹp vô xe đạp. Nó có cái khóa ngàm này anh chị. Kẹp vô xe. Ngàm nó lại. Kẹp điện thoại ạ. 70.000 cái này. L18, L19. Cái dao để cắt gạch, cái này để cắt gạch anh chị. Hàng mới chưa qua sử dụng. Này cũng hàng thanh lý. Chưa qua sử dụng. Ở trong này nó rỗng. Cái này em bán 100. L20, 120. L20, 120. Bộ để gắn lên xe, à cái này cái chuông. Chuông xe đạp. Có đầy đủ ha. Bộ này 120. L21 ạ, 30. Cái này anh chị để gắn vô mạch điện để ổn định điện ạ, 7 đến 36 V. Điện nó vô bao nhiêu thì nó sẽ ra bấy nhiêu ha. 30.000 cái này. L22, cái sắt cắm vô chui này để chuyển qua cổng USB. Chắc chuyển cắm vô chui điện thoại để chuyển qua đầu USB. Cái chắc này 50.000 ạ. Có hãng bắn laser xe anh chị không? L23. Này như là cái chắc của mấy cái loa. L23 50.000 một cái. Này em có khoảng 10 cái nha anh chị. L23.
L24 50.000 bộ này. Bộ này nó có hai bốn sáu tám tám cái móc hai đầu, 4 6 8 50.000. L24 L25 này cái móc gắn hồ xe, này gắn hồ xe. Chất liệu của nó như bằng nhôm anh chị, nhôm dày dặn, 120. L26 100, này cũng cái móc, cái này xuống nó ta, này như vặn ốc cho nó mới xả xuống được. Móc này cũng trăm ạ. Nó cũng chất liệu bằng nhôm anh chị. L26 L27 cái chuông 100.000. Chuông điện thoại 100. L28 bình giữ nhiệt, giữ dập chìm, cái này hàng sản xuất ở Nhật anh chị. Takeya. Đây. Đây giữ nhiệt hai lớp nó khoảng 300 ml ạ. Cái miệng đậy về để uống ha. Cái này L41. Này anh chị nào mua có đơn thì em tặng nha. Anh chị nào có gái thì em tặng. Này em có hình như đâu được rồi. Hai ba bộ gì đó. L41. L30 này em còn hai cái bộ để gắn vô xe ô tô, gắn điện thoại vô xe ô tô, cái này kẹp vào cửa gió này để kẹp điện thoại, hoặc dùng một cái đầu này để kẹp kẹp cố định mấy cái thanh anh chị, này cũng được. Nó có hai cái này. Bộ này em bán 80. L31 750 ạ. Một cái máy đo điện, đo Tesla điện, xài pin anh chị, xài pin tháo pin ở đây, 750 cái máy này. Đo điện, đo cái điện thoại em. Đo điện thoại nó không thấy không nhảy nè. Sao cắm cái dây đi vô nó không nhảy ra. Chưa chặt. Này em cũng chẳng biết xài sao hết anh chị. Đo Tesla nè. Em cũng không biết xài. Này chuyên dụng ha. Chuyên chuyên cho thợ.
bán 750 anh chị. L32 300. Cái máy để đuổi đuổi con côn trùng, đuổi chuột, đuổi mấy cái con chim, con chuột rồi anh chị. Nó sẽ có cái chỗ để sạc pin và xài năng lượng mặt trời. Anh chị bên trong đây ha, mình mở đây. Xài năng lượng mặt trời và xài pin. Này đang hết pin anh chị. Nó phát hiện ra mấy cái con vật nó sẽ kêu. Sáng đèn mạnh chị. Ê đứa chó. Rồi. Âm thanh có loa canh ngày canh đêm. Nó sẽ có cái tần sóng riêng của nó nữa anh chị. Mình có thể chỉnh nó không kêu cũng được. Nó sẽ có tần sóng riêng của nó. Cái này mở ra nó hơi cứng xíu ha. Mẫu này bán 300. L32. L33 đèn led ạ. 6 cái đèn led này 150. Sáu cái đèn led 150. Cái này nó bằng thủy tinh ha anh chị. Khá là chắc chắn. Mười hai vôn bóng 12V 5W. L34 cái cây thông Noel. Cái thông Noel này bật lên cũng khá đẹp anh chị. Xài pin. Em có khoảng 5 cái. Rồi. Rớt cái này. Cái này em có khoảng 5 cái anh chị. Cái này nó lắp ở đâu ta? Này nó bung cái chỗ này, nãy em mới làm bung cái chỗ này xíu rồi. Đèn sáng lên cũng đẹp lắm nha anh chị. Cái này em còn mấy khác, anh chị lấy em đổi cái khác ha. Bị rớt cái đó. Nó sáng đèn lên cũng đẹp lắm.
L35. Cái pin cho xe mô tô 300 ạ. Đây nó có thông số ha anh chị. Mẫu này 300. L36 250. Cái để gá linh kiện điện thoại. Chữ dập dìm anh chị, hàng Made in Trung Quốc mà. Hàng Trung Quốc xuất nhập. 250. Để sửa linh kiện điện tử, kẹp linh kiện điện tử. L36, L37. Cái quạt gió, cái quạt mát. Quạt treo cổ, cái này 1,5 triệu ạ. Anh chị có thể kết hợp với điện thoại để điều khiển nó được luôn ạ. Loại này nó có cảm ứng nhiệt ở bên tay. Vài độ đây ha. Thương hiệu nó đây anh chị. Gió mát ở hai bên này. Và ở đây thì nó hình như có lạnh đó anh chị. Không, ở đây nó có đệm cao su thôi. Giá mát hai bên này, cái này hàng mới nó thì 4 triệu anh chị, hàng mới 4 triệu. Dày dặn chắc chắn, rất là đẹp. Có nhiệt độ bên này nè. 8 8W 5800 mAh. Mẫu này nó sẽ có dây ở đây anh chị. Có dây sạc ở trong này. Dây sạc cái đầu của nó là để gắn với cái cục sạc nhanh nè. Có tích hợp với điện thoại, điều khiển với điện thoại. L37, L38. Cái đèn, đèn học. Chất liệu nhựa ha. Đèn này thì có sạc pin không chị? Chất liệu nhựa nó cũng nhựa bình thường chứ không phải nhựa cao cấp nha, nó nhẹ tay lắm. Mẫu này em bán 100. 5V. Cái này nó có chữ 5V ạ. 100.000. L39 này có cái này quên. Mẫu này L29. Này buổi trước em nói nó là để nó để hồ cá đó anh chị. Cái này chắc để hồ cá cũng được, nhưng mà công dụng thực tế của nó là để rọi cho mấy cái cây trồng trong nhà đó. Như cây mà thiếu ánh sáng mặt trời á, nó sẽ có ba chế độ đèn 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 sáng.
đèn màu xanh, màu đỏ với hai màu, thì nó tùy theo cái giai đoạn phát triển của cây á, mình để ha. Nó có tới bốn bốn nhánh này, mình để hồ cá nó cũng đẹp anh chị. Còn không thì hồ cá mà trồng cây thủy thủy canh thủy sinh gì đó thì cũng đẹp. Mẫu này có hẹn giờ, kẹp chắc chắn, rất là dày chắc chắn, này hàng Trung Quốc xuất nhập, điện nào cũng xài được nha anh chị. 12V L39. L39 cái đèn đèn này em bán là 150 ạ. Đèn 150. Này xài pin nha anh chị. Hàng bao xài. Đèn đi phượt xách tay. Xài pin. Cái này em không có bỏ pin vô nha. Em đã test rồi, em có nó có xài dây điện nữa. Mà em test rồi mà em không có bỏ pin vô. Tại bỏ pin vô nó nặng với lại giá nó cao. Mười hai vôn cắm vô xe ô tô được, xài pin à. Mẫu này em bán là 150. L40 108. Cái máy hút bụi cầm tay dây đây nha anh chị, cái này nó thiếu dây, nó chỉ có cái đầu này thôi, mình cầm tay mình hút bụi thế này thôi, nó thiếu một cái dây dài nữa. Mẫu này em bán cũng 180 anh chị, cắm điện với xe ô tô. Hàng bao xài. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.